thì Ban đang luyện giọng để tham gia cuộc thi tài năng do Quỳnh Tinh Ban tổ chức đó. Ủa, bạn có bị ám đầu không vậy? Mấy bữa trước bạn ghét Cù Tinh Ranh lắm mà, sao giờ bạn đổi ý, định gia nhập nhóm của hắn hả? Không có đâu nha Thư, Ben tham gia để chọc cho Cù Tinh Ranh thích chơi thôi à. Ben sử dụng giọng cá ánh vàng của mình để hạ gục. Bộ bạn không còn chuyện để làm nữa hả? Thì Ben định bắt chước giống như là tôm hùm hậu đậu nè, và có số ngốc nghếch thôi à. Há dù họ định đào nhóm của Cù Tinh Ranh, nhưng khi vượt qua thử thách của Cù Tinh Ranh thì họ lại gây ra không biết bao nhiêu là chuyện mắc cười. Trời ơi, Ben nói làm Thu tò mò quá à. Tụi mình mau xem phim thôi Ben ơi. Mời các bạn đến với rạp chiếu phim Mê Tích để xem bộ phim Điều Ước của Thỏ.